Lại là lợn đây. Đây, nhà em có mấy con lợn này, nó còi còi bé bé thì cho vào cái chuồng bé bé này. Đấy, nay mai lại có tiền các bác ạ. Bố em thì thường làm thêm những cái ô chuồng nó nhỏ, chỉ nhốt độ khoảng 4, 5, 6 con thôi. Đấy. Đây, trông nó bé thì nó sẽ kém hơn những cái con khác này. Kém hơn những con khác thì cái thời gian và tốc độ lớn của nó sẽ lâu hơn. Thế nhưng mà nhà em vẫn ok, nhà em vẫn nuôi. Mà lớn lên thì nó vẫn đẹp bình thường. Tức là cái tốc độ lớn nó chậm thôi. Đúng rồi. Nó phải tầm 6-70 cân mới biết là lợn còi hay không. Còn lợn bé này thì nhiều khi là cái chuồng mà nó đông lợn con quá, nó không ăn được nhiều, nó không bú được mẹ. 4 con rồi ạ. 5 con đều nhau phết đấy chứ. Đẹp mà, thực ra để mà nói là so với lợn ở bên ngoài là vẫn còn đẹp chán. Bố em có nhiều cơi nới thêm những cái chuồng nhỏ như này này, để mà những cái con mà nó nhỏ, hoặc là những cái con mà to tầm 8-90 cân á, mà nó trong cái đàn bán mà nó bé quá so với đàn thì là sẽ để lại. Bố em sẽ nhốt vào những cái chuồng lợn mà nó nhỏ nhỏ như thế này. Thì nhốt được khoảng lợn con này như thế này các bác nha, vẫn nhốt được tầm độ khoảng 7-8 con, chục con lợn con như thế này. Đấy. Còn lợn to thì nhốt được khoảng 4-5 con. Lợn ví dụ lợn còi mà đàn bán mà để lại đấy ạ. Đây nhà em đang nhốt 6 con rồi. Bố em đang bắt thêm. Chứ mà nếu mà xây chuồng mà tất những chuồng to á, xong là đến lúc mà nó nhỡ nhỡ có mấy con nó còi còi thì nhốt vào nó trống trễnh mà nó cũng phí hoài chuồng. Đây trên kia nhà em là lợn lợn nái với lợn con này, bố em với chồng em đang bắt này. Lợn nái với lợn con. Đấy. Dưới này nhà em là toàn bộ đây là lợn bột này các bác này. Các bác thấy không, chuồng nhà em đã cũ kỹ rồi. Đây toàn bộ cái dãy chuồng này là dãy cũ này. Chuồng này mới chuồng trên kia là dãy cũ. Trên kia còn là có một chuồng lợn nái, lợn đẻ, chuồng để mà lắp sàn đẻ là em mới xây năm kia. Đây còn toàn bộ chuồng này là chuồng cũ này, bố em làm rất là lâu rồi. Cái gian chuồng này thì em mới xây đây, chuồng dưới này em mới xây trong năm trước này. Gần lúc gần Tết. Còn chuồng kia bố em xây được khoảng 3 năm rồi, 3-4 năm rồi. Đây mới là lợn xách tay này. Đấy. Nó tầm được 8-9 cân. Con này này, con này chắc cũng phải được 8-9 cân này. Con kia chỉ 6-7 cân này. Đấy nhà em tầm cân như thế này, nhà em coi như là lợn còi của lợn con rồi. Hai con hai tay. Hai con này đẹp đấy. Ra các bác mà đi mua ở ngoài mà những nhà mà nuôi đàn hai đàn ấy, thì nó cũng chỉ được như thế này thôi, mà nhiều khi nó không được như này. Đây là những cái nhà em vừa rồi là có 5-6 nái, 5-6 đàn lợn con ấy. Thì bắt những cái con mà nó đều đều nhau ghép vào rồi xuống chuồng rồi. Còn những cái con này nó nhỏ hơn này, cùng chạc chạc nhau thì nhà em lại ghép vào cái chuồng nhỏ này. 2 này, 4, 6, 8, 10 con rồi. Chuồng này nhà em nó chỉ độ khoảng 12 mét vuông thôi. 10 đến 12 mét vuông thôi. Chuồng này chỉ được tầm 11 mét, 10, 11 mét thôi. Thì nhà em đang nhốt nó bé như này, nhưng mà khi lớn lên thì nhà em sẽ tách nó ra. Đấy, hết rồi anh? Hết rồi à? Thế là 11 con. Vị trí là cái chuồng này là 1 mét vuông một con này. Đúng rồi. Thời tiết ngày hôm nay rất là mát mẻ và chúng ta nên là chuyển lợn con xuống chuồng. Trong cái thời tiết nó mát mẻ thì lợn con ấy sẽ không bị rực. Rồi em xin chào các bác nhá. Cảm ơn các bác. Đây, các ông cho lợn con ăn luôn. Đấy. Rồi em xin chào các bác.